anh hỏi em rằng sau này chúng mình nếu được thành đôi em ước mơ gì, thật lòng mong ước hãy nói đi em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật yêu rồi em chớ giấu hay ngại vẫn chuyện mình tương lai trong lòng em mới em đừng ôm ấp hay dây bày cùng lòng anh em chỉ mong rằng chúng mình suốt đời gần thôi đừng